Hằng ngày tôi cũng hay đến để sửa chữa các cái đồ điện dân dụng, thấy khách hàng rất đông và cái uy tín sửa chữa của anh Mỹ và chị Thanh rất tốt. Tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình thì mọi người cho nên tôi quyết định đi học hành nghề là về để kiếm sống nuôi sống bản thân. Công việc tôi bây giờ cũng gọi là làm đều đều cũng đủ nuôi sống bản thân để gọi là đủ nuôi con ăn học. Cuộc sống là gặp khó khăn về đôi chân nhưng anh Mỹ và chị Thái cũng rất tân tạo để chăm lo trong cuộc sống. Thì theo bản thân tôi đó cũng là một cái tấm gương để cho nhiều người được học tập